Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách để phụ nữ phát huy khả năng, khẳng định vai trò vị thế trong xã hội. Câu chuyện của những chị em phụ nữ ở xã vùng cao Nậm Pung, huyện Bát Xát vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc là minh chứng rõ nét khẳng định cho tinh thần bền bỉ cùng khát vọng vươn lên trong cuộc sống của chị em phụ nữ vùng cao Lào Cai. Những chân ruộng một vụ của thôn Kim Châu Phìn đang được trồng rau vụ đông. Trước đây vào mùa này, phụ nữ Hà Nhì trong thôn dành thời gian đi lấy củi, thêu thùa. Năm nay chị em rủ nhau cùng ra đồng trồng rau bắp cải để có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Trước kia mình không làm rau bao giờ cả. Năm nay trồng rau thì có đơn vị thu mua nên nhiều nhà tham gia để có rau bán lấy tiền. Vươn lên trong phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng để phụ nữ dân tộc thiểu số Lào Cai tự chủ trong cuộc sống gia đình. Nhiều chị em phụ nữ Hà Nhì ở Nậm Pung giờ đã làm chủ những mô hình kinh tế hiệu quả, bước đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đời sống của người Hà Nhì cũng được nâng lên. Bên cạnh đó thì vấn đề trọng nam khinh nữ trong người Hà Nhì thì cũng đã được chú ý tới. Do vậy là vai trò của người phụ nữ người Hà Nhì trong gia đình là thực hiện rất là tốt. Và họ cũng chăm lo cho con cái, cho gia đình. Và đàn ông thì bây giờ cũng đã tích cực để tham gia sản xuất cùng với gia đình. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều chương trình dự án gắn với triển khai đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025. Riêng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai trong 10 năm trở lại đây đã giúp hàng nghìn hội viên có thêm trợ lực để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trên 300 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh với 70 ý tưởng khởi nghiệp được đề xuất. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã huy động nguồn vốn 23 tỷ 200 triệu đồng để hỗ trợ vốn vay cho các nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết và hộ kinh doanh cá thể để phát triển sản xuất kinh doanh. Rất nhiều chị em đã phát huy được cái vai trò tham gia của mình trong các hoạt động xã hội tại địa phương và đặc biệt là đã góp phần rất thiết thực trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Ở trong gia đình thì các chị cũng đã mạnh dạn bày tỏ tự tin trong việc nuôi dạy con, chăm sóc con rồi đưa ra những quyết định liên quan đến phát triển kinh tế trong gia đình. Vượt qua nhiều thách thức với điểm tựa là sự đồng hành của các cấp hội và của cả cộng đồng, phụ nữ vùng cao Lào Cai ngày càng thêm tự tin, năng động trong phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong cuộc sống.